guys. Welcome to our lesson today. Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui khi đồng hành với các em trong chương trình dạy học trực tuyến. Các em thân mến, như các em đã biết, từ vựng và ngữ pháp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Nó chính là kiến thức nền tảng để giúp cho các em tiếp cận tốt hơn các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt, nếu các em trang bị tốt cho mình kiến thức về từ vựng và ngữ pháp, thì cô chắc chắn các em sẽ đạt được điểm số cao hơn trong bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới đây. Chính vì vậy, ngày hôm nay, cô và các em cùng nhau ôn lại kiến thức từ vựng và tìm hiểu kiến thức ngữ pháp của bài số 12 Water Sport của chương trình sách giáo khoa tiếng Anh 12 hệ 75 nhé. Nội dung của bài số 12 gồm hai phần chính. Thứ nhất là vocabulary. Cô sẽ ôn lại cho các em kiến thức từ vựng liên quan tới chủ đề water sports, các bộ môn thể thao dưới nước, và water polo, đó là bộ môn bóng nước. Thứ hai là phần ngữ pháp, cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn lại transitive and intransitive verbs, đó là ngoài động từ và nội động từ trong tiếng Anh. Nào, chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên, vocabulary, phần từ vựng. Water sports, bộ môn thể thao dưới nước, hay các em có tên gọi khác là aquatic sports. Các em thân mến, cô muốn sử dụng một số hình ảnh để giúp cho các em ghi nhớ từ vựng tốt hơn. Bây giờ, các em hãy quan sát cho cô một số bức hình sau. Hãy kể tên một số loài thể thao và các thiết bị đi kèm với nó nhé. Bức tranh đầu tiên. Một bộ môn rất quen thuộc khi nhắc tới thể thao dưới nước. Các em có thể biết ngay, đó là swimming. Swimming chính là bộ môn bơi lội. Khi đi bơi thì các em cần trang bị cho mình cái gì nào? Các em nhớ trang bị cho mình, đó là goggles. Goggles, đó là một chiếc kính để bảo vệ mắt nhé. Swimsuit. Swimsuit, các em nhớ chuẩn bị cho mình một bộ đồ bơi. Và nếu chuyên nghiệp hơn thì các em cũng có thể chuẩn bị cho mình, đó là cap. Cap, một chiếc mũ các em nhé. Bây giờ các em hãy quan sát bức tranh thứ hai. Đây là bộ môn thể thao đòi hỏi kỹ thuật bơi tốt cũng như tinh thần đồng đội cao. Các em đã học ở bài học trước, các em cho cô biết bộ môn này là gì nào? Đúng rồi, đây chính là water polo. Water polo, với bộ môn này thì người chơi chỉ cần trang bị cho mình, đó là a ball. A ball, một quả bóng. Capped. Capped, một chiếc mũ. Chiếc mũ ở đây với mục đích để phân biệt giữa các đồ chơi cũng như để bảo vệ đôi tay của người chơi. Bức tranh thứ ba, đây là bộ môn đòi hỏi kỹ thuật rất công phu, là sự kết hợp giữa bơi lội, nhảy múa và thể dục dụng cụ. Các em có biết bộ môn này là gì không? Đúng rồi, đây chính là synchronized swimming. Synchronized swimming, đây chính là bộ môn bơi nghệ thuật. Trong bộ môn này thì các em chỉ cần trang bị cho mình, đó là swimsuit. Swimsuit, một bộ đồ bơi thôi các em nhé. Các em quan sát bức tranh thứ tư. Đây là một môn thể thao trên mặt nước và là một môn thể thao khá mạo hiểm. Ở đây, người chơi cần phải lướt thuận hoặc ngược con sóng để sóng đẩy người chơi vào phía bờ. Các em có biết đây là bộ môn gì không? Đúng rồi, đây chính là surfing. Surfing, bộ môn lướt sóng. Với bộ môn này thì người chơi chỉ cần cho mình, đó là một chiếc ván trượt. Trong tiếng Anh có tên là board. Board. Bộ môn tiếp theo. Đây cũng là một bộ môn trên mặt nước và đòi hỏi người chơi cũng phải khá mạo hiểm. Các em cho cô biết tên của bộ môn này. Các em có thể quan sát là người chơi đang sử dụng cánh buồm để tham gia bộ môn này. Chính vì vậy, bộ môn này có tên là windsurfing. Tên tiếng Việt là môn lướt ván buồm. Và người chơi cần trang bị cho mình, đó là sailboard. Sailboard chính là một chiếc ván buồm. Bộ môn tiếp theo. Đây là một môn rất quen thuộc và rất được yêu thích. Đây chính là rowing. Rowing chính là bộ môn chèo thuyền. Với bộ môn này thì người chơi chỉ cần trang bị cho mình, đó là a boat. A boat, một chiếc thuyền, và oars. Oars, các máy chèo các em nhé. Và bộ môn cuối cùng cô muốn ôn lại cho các em trong ngày hôm nay, đó là một bộ môn rất mạo hiểm và đòi hỏi người chơi phải trải qua quá trình tập huấn và được cấp giấy phép thì mới được tham gia chơi. Đó chính là bộ môn scuba diving. Scuba diving,
Với bộ môn này thì người chơi cần trang bị cho mình một số trang thiết bị sau. Đó là wetsuit, một bộ đồ lặn. Air tank, một bình dưỡng khí các em nhé. Mask, đó là mặt nạ. Regulator, máy điều chỉnh khí. Và cuối cùng là fins, đó là chân vịt. Cô vừa mới ôn lại cho các em một số từ liên quan tới water sports. Bây giờ các em cùng cô đi qua chủ đề thứ hai, đó là water polo, bộ môn bóng nước. Các em thân mến, để giúp cho các em ghi nhớ từ vựng tốt hơn, thì cô chia chủ đề water polo thành 3 nhóm từ. Nhóm từ đầu tiên liên quan tới con người, nhóm từ thứ hai liên quan tới quả bóng, và nhóm từ thứ ba đó là một số lưu ý dành cho người chơi. Khi liên tưởng tới hình ảnh con người thì các em cần lưu ý cho cô một số từ sau. Từ đầu tiên, home team, đội chủ nhà. Visiting team, đội khách. Player, người chơi. Goalie, hay là goalkeeper là thủ môn. Và các em nhớ là trong mỗi đội chơi của bộ môn này thì gồm có 6 người chơi và một thủ môn. Defensive player, hay các em có từ đồng nghĩa defender, bảo vệ. Opponent, chính là đối thủ. Referee, chính là trọng tài, người điều khiển trận đấu. Nhóm từ thứ hai liên quan tới quả bóng. Các em ghi nhớ cho cô một số từ sau nhé. Từ đầu tiên, pass the ball, truyền bóng. Từ này có tân ngữ hoặc không các em nhé. Advance the ball, đưa bóng về phía trước. Hold the ball, giữ bóng. Punch the ball, đấm bóng. Touch the ball, chạm bóng. Sprint for the ball, bơi nước rút để giành lấy bóng. A free throw, một cú ném tự do. Và bây giờ cô sẽ đi qua nhóm thứ ba, đó là một số lưu ý dành cho người chơi. Từ đầu tiên, interfere with, có nghĩa là can thiệp vào. Vậy theo luật chơi thì hậu vệ không được phép can thiệp vào sự di chuyển của đối phương, trừ khi người này đang giữ bóng. Từ tiếp theo, commit a foul, phạm lỗi. Eject somebody from a place, có nghĩa là đuổi ai đó ra khỏi một nơi. Vậy theo luật chơi thì những ai phạm 5 lỗi thì sẽ bị đuổi ra khỏi sân. Penalize somebody for, hoặc các em có penalize something, có nghĩa là phạt ai hay là phạt cái gì. Từ cuối cùng, penalty box, thì các em lưu ý cho cô hai từ này. Penalize, động từ thì các em đọc là penalize, còn danh từ thì các em đọc là penalty. Các em lưu ý hai từ này nhé. Và bây giờ, cô và các em cùng nhau luyện tập phần từ vựng các em vừa mới ôn lại. Practice. Với câu đầu tiên, choose the word whose stress is different from the rest. Các em hãy chọn từ có dấu nhấn khác với các từ còn lại. A. Interfere. B. Personal. C. Penalize. Và D. Windsurfing. Và theo những quan sát thì các em có thể biết được dấu nhấn của những từ này như sau. Interfere. Nhấn vào âm thứ 3. Personal. Âm thứ nhất. Penalize. Âm thứ nhất. Và Windsurfing. Âm thứ nhất. Vậy phương án các em cần chọn chính là phương án A. Câu thứ hai, choose the word which has the underlying part pronounced differently from the rest. Các em hãy chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. A. Water. B. Swimming. C. Wetsuit. Và D. Rowing. Các em có thể nhận thấy là bốn từ này thì có một từ phát âm khác
từ phần gạch chân, water, swimming, wetsuit và rowing. Thì các em có thể thấy là W ở phương án D là come, nên chúng ta sẽ chọn phương án là D. Ba câu tiếp theo. Choose the correct answer to each of the following questions. Các em chọn phương án đúng để hoàn thành các câu sau nhé. Câu số 3. Defensive players are not allowed to interfere an opponent's movement unless the player is holding the ball. Vậy với câu như thế này, thì các em nhìn từ chìa khóa ở đây là interfere. Vậy các em đã được học là interfere đi vì từ with. Chính vì vậy, các em chọn phương án là D. Interfere with. Câu này có nghĩa là hậu vệ thì không được phép cản vào sự di chuyển của đối phương trừ khi người này đang giữ bóng. Câu thứ tư. Or is an official who controls the game in some sports? A. Defender. B. Referee. C. Attacker. Và D. Goalie. Vậy trong câu này thì các em có từ chìa khóa đó là gì? Chính là an official who controls the game. À, người mà chính thức điều khiển trận đấu. Vậy là ai? A. Hậu vệ. B. Là trọng tài. C. Là tiền đạo. Và D. Là thủ môn. Thì phương án các em cần chọn chính là trọng tài. Phương án B. Referee. Câu thứ 5. What happens to a player who five personal fouls? A. Awards. B. Ejects. C. Commits. D. Advances. Vậy các em có thể thấy keywords ở đây là fouls. Vậy chúng ta có một ngữ cố định là commit a foul, phạm lỗi. Chính vì vậy các em chọn câu C. Commit five personal fouls. Câu này có nghĩa là chuyện gì xảy ra với người chơi khi người ta phạm 5 lỗi. Vậy là cô vừa mới hệ thống lại cho các em kiến thức về từ vựng liên quan tới water sport và water polo. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua phần thứ hai, grammar. Bây giờ các em hãy quan sát cho cô hai bước trên sau và cho cô biết hoạt động của những cô gái này. What are they doing? Những người này đang làm gì nhé? Bước trên đầu tiên. À, các em có thể thấy là cô này đang di chuyển bóng về phía trước, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có một câu đó là She is advancing the ball. She is advancing the ball. Câu thứ hai, một hoạt động rất quen thuộc với chúng ta. Những cô gái này đang bơi. They are swimming. They are swimming. Và một lần nữa, các em quan sát cho cô cấu trúc động từ của hai từ này và cho cô biết sự khác nhau. Với câu đầu tiên, she is advancing the ball. Vậy các em có thể thấy là advanced cần một tân ngữ, đó là the ball, để ý nghĩa của câu hoàn chỉnh. Trong khi đó, they are swimming. Ở câu này thì động từ swim không cần tân ngữ theo sau, nhưng ý nghĩa của câu vẫn hoàn chỉnh. Đó là sự khác nhau giữa hai động từ này. Vậy, she is advancing the ball và they are swimming. À, với câu đầu tiên, thì requiring a direct object to express a complete action, với những động từ mà cần tân ngữ theo sau để bổ nghĩa, thì lúc này các em gọi đó là transitive verbs. Transitive verbs đó chính là ngoài động từ. Và những động từ không cần tân ngữ trực tiếp theo sau để bổ nghĩa nhưng ý nghĩa của câu cũng hoàn tất thì các em gọi đó là gì? Intransitive verbs. Intransitive verbs đó là nội động từ. Cô cho các em thêm một số ví dụ nhé. The White House advised all Americans to avoid groups of more than 10. Nhà Trắng khuyên tất cả người dân nên tránh đám đông trên 10 người. Vậy các em sẽ thấy là động từ advise cần tân ngữ theo sau là all Americans để bổ nghĩa. Chúng ta sẽ có thêm một số ví dụ nhé. Như là punch, hold, touch, eject, commit. Đó là những động từ cần tân ngữ theo sau để bổ nghĩa. Hay là một ví dụ về intransitive verbs, nội động từ. The novel coronavirus emerged in Wuhan, China in late December. Đó là virus corona mới xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12. Vậy các em thấy
với emerge, theo sau nó là in Wuhan, China in late December, là một tràng từ nên không cần một tân ngữ để bổ nghĩa. Ý nghĩa của câu này vẫn hoàn chỉnh. Vậy emerge chính là nồi động từ. Cô cho các em một số ví dụ về nồi động từ nhé. Như là interfere with, sprint for, lie, occur, exist. Lưu ý thứ hai về các ngoại động từ, các em lưu ý. Chính vì nó có một tân ngữ theo sau để bổ nghĩa, nên động từ của nó các em có thể chuyển sang hình thức bị động. Ví dụ như là she is advancing the ball. Vậy em có thể chuyển sang hình thức bị động đó là the ball is being advanced. Hay là câu thứ hai. The White House advised all Americans to avoid groups of more than 10. Vậy các em có thể chuyển sang hình thức bị động đó là all Americans are advised to avoid groups of more than 10. Và ngược lại, nồi động từ nó không có tân ngữ trực tiếp theo sau. Chính vì vậy động từ đó các em không thể chia ở thể bị động. They are screaming. Với động từ scream, các em không thể chia hình thức bị động nhé. The novel coronavirus emerged in Wuhan, China in late December. Các em cũng không thể chia bị động với động từ emerge. Các em lưu ý cho cô. Not all transitive verbs can be changed into the passive voice. Không phải tất cả các ngoại động từ có thể chuyển sang thể bị động. Ví dụ như là have, có, lack, thiếu, become, trở thành, suit, phù hợp. Cô cho các em ví dụ nhé. Everyone has their own story. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng của mình. Với câu này thì các em ghi nhớ động từ have không thể chia ở thể bị động. Hay ví dụ thứ hai, it's important to choose a career that suits you best with your passion and skills. Một điều quan trọng là các em nên chọn cho mình nghề mà phù hợp với mình nhất bằng cả sự đam mê và kỹ năng của mình. Với động từ suit, các em cũng không thể chuyển sang hình thức bị động. Lưu ý thứ hai, some verbs can be either transitive or intransitive. Một số động từ vừa có thể là ngoài động từ, vừa là nội động từ. Có từ không khác nhau về nghĩa, ví dụ như là help, giúp đỡ, climb, trèo, meet, gặp, play, chơi, read, đọc, write, viết, begin, bắt đầu. Cô cho một ví dụ sau. Donald Trump began his career working for his father's real estate development firm. Ông Donald Trump bắt đầu sự nghiệp của mình làm việc cho công ty phát triển bất động sản của ba ông ấy. Hay câu thứ hai, the game begins with the ball in the center of the pool. Trận đấu bắt đầu với quả bóng đặt ở giữa hồ. Với động từ begin là ngoài hay nội động từ thì nó đều mang nghĩa là bắt đầu. Tuy nhiên, có một số từ thì thay đổi nghĩa, các em lưu ý nhé. Ví dụ như là grow something, một ngoài động từ thì nó mang nghĩa là trồng cái gì. Trong khi đó grow là nội động từ thì nó mang nghĩa là phát triển, tăng thêm. Tương tự run something có nghĩa là điều hành cái gì. Trong khi đó run là nội động từ có nghĩa là chạy. Các em quan sát ví dụ sau. Việt Nam grows high quality rice for export. Việt Nam trồng lúa chất lượng cao để xuất khẩu. New cases of novel coronavirus are growing. Những ca nhiễm virus corona mới đang tăng thêm. Với grow là ngoài động từ thì nó mang nghĩa là trồng. Trong khi đó, grow là nội động từ thì nó mang nghĩa là tăng thêm. Cô xin tóm tắt điểm ngữ pháp bằng bảng sau. Transitive verbs thì các em lưu ý, nó luôn đòi hỏi một tân ngữ trực tiếp để ý nghĩa câu hoàn chỉnh. Chính vì nó có một tân ngữ trực tiếp nên động từ các em có thể chia ở thể bị động. Ngược lại với nồi động từ thì nó không có tân ngữ trực tiếp theo sau. Chính vì vậy các em không thể chia động từ này ở thể bị động. Tuy nhiên cô có hai lưu ý cho các em. Lưu ý thứ nhất, không phải tất cả ngoài động từ có thể chuyển sang hình thức bị động. Lưu ý thứ hai, một số động từ trong tiếng Anh vừa là ngoài động từ, vừa là nội động từ. Các em lưu ý cho cô hai lưu ý này để làm bài tập nhé.
Và bây giờ các em cùng cô luyện tập kiến thức ngữ pháp chúng ta vừa học. Phần đầu tiên, choose the sentences that have objects and then turn them into the passive. Các em hãy chọn câu có tân ngữ và sau đó chuyển nó sang thể bị động. Câu đầu tiên, the global coronavirus recession is beginning. Sự khủng hoảng trên toàn cầu về virus corona đang bắt đầu. Các em có thể thấy là động từ begin không có tân ngữ trực tiếp theo sau. Chính vì vậy, câu này các em không thể chuyển sang hình thức bị động. Câu thứ hai, many countries impose border controls. Nhiều quốc gia áp đặt lệnh kiểm soát biên giới. Các em quan sát động từ impose. Theo sau nó có tân ngữ là border controls. Đó là một tân ngữ trực tiếp. Nên đối với câu này, các em có thể chuyển sang hình thức bị động. Border controls are imposed by many countries. Câu thứ ba, coronavirus has spread to many countries. Virus corona đã lan ra nhiều quốc gia. Các em quan sát động từ spread. Theo sau nó có too many countries. Đây là một cụm giới từ, nó không phải là tân ngữ trực tiếp. Chính vì vậy, câu này các em không thể chuyển sang thể bị động. Và câu cuối cùng, who invented synchronized swimming? Ai đã phát minh bộ môn bơi nghệ thuật? Các em có thể thấy là invent là động từ có tân ngữ trực tiếp theo sau là synchronized swimming. Chính vì vậy, câu này các em có thể chuyển sang hình thức bị động như sau. Who were synchronized swimming invented by? Hay cách thứ hai, các em có thể đưa by lên trước thì chữ who sẽ biến đổi thành whom. Vậy là by whom were synchronized swimming invented? Các em đi qua phần thứ hai. Choose the underlying part that needs correcting. Chọn phần gạch chân có lỗi sai cần sửa. Câu đầu tiên. The community is actually being joined hands in the fight against the COVID-19 pandemic. Vậy quan sát các phần gạch chân A, B, C, D. Các em có thể thấy ngay là join hands. Chung tay thì mang ý nghĩa chủ động. Vậy chúng ta có thể chọn ngay phương án C. Đó là being joined. Các em cần phải sửa lại đó là joining. Vậy câu này có nghĩa như sau. Cộng đồng đang chủ động chung tay trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Câu số 2. The first world championship of windsurfing held in 1973. Các em đã được học là hold something. Giữ cái gì hay là tổ chức cái gì. Đây là một ngoài động từ cần phải có tân ngữ theo sau. Nếu nó không có tân ngữ theo sau, có nghĩa là tân ngữ đó đã được đưa lên trước làm chủ ngữ. Và động từ này đang chỉ ở thể bị động. Chính vì vậy, câu này, phương án sai ở đây chính là phương án C. Các em cần sửa lại đó là gì? Was held. So the first world championship of windsurfing was held in 1973. Đó là giải vô địch thế giới đầu tiên của bộ môn lướt ván buồm được tổ chức vào năm 1973. Phần tiếp theo là phần trắc nghiệm. Các em hãy lựa chọn phương án đúng cho những câu sau đây. Choose the correct answer to each of the following questions. Câu đầu tiên. Many cultural events around the world amid the COVID-19 pandemic. Với câu như thế này, thì đầu tiên các em hãy quan sát từ chìa khóa. Ở đây đó là cancel. Từ này là một ngoài động từ cần có tân ngữ theo sau để bổ nghĩa. Đối với câu này không có tân ngữ, vậy chắc chắn câu này đang chia ở thể bị động. Vậy phương án các em cần loại bỏ đó là phương án A và phương án B. Sau đó các em quan sát tiếp theo. Chủ ngữ là many cultural events, chủ ngữ chia hình thức số nhiều. Chính vì vậy ở đây các em chọn một phương án là hình thức số nhiều chia hình thể bị động. Vậy các em hãy chọn phương án đó là C, A being cancelled. Câu này có nghĩa là nhiều sự kiện văn hóa trên thế giới bị hủy giữa đại dịch COVID-19. Câu số 2. The European Union all non-essential travel so far. Từ chìa khóa đó là restrict. Đó là hạn chế.
nó đã có tân ngữ trực tiếp theo sau là all non-essential travel. Chính vì vậy, câu này các em phải chia hình thức chủ động. Từ thứ hai là từ chìa khóa, đó là so far, cho tới bây giờ. Về các em phải nghĩ tới thì hiện tại hoàn thành. Chính vì vậy, các em chọn một thì chia ở thì hoàn thành và ở thể chủ động. Vậy các em có phương án đó là gì? B. Had restricted. Câu này có nghĩa là Liên minh châu Âu đã giới hạn tất cả sự đi lại không cần thiết cho tới bây giờ. Câu số 3. Rivers across Vietnam, severe water shortage in the coming dry season. Tương tự như vậy, các em cũng quan sát từ chìa khóa, đó là face. Face là đối mặt với cái gì? Nó có tân ngữ trực tiếp là severe water shortage ở phía sau. Nên câu này chia hình thức chủ động. Thứ hai, các em quan sát chủ ngữ, đó là rivers, là hình thức số nhiều. Nên các em cần chọn một phương án là hình thức số nhiều và ở thể chủ động. Vậy ở đây chúng ta sẽ có phương án đó là A. Are facing. Câu này có nghĩa là những con sông ở Việt Nam đang đối mặt với sự thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô sắp tới. Câu thứ tư. Chinese billionaire Jack Ma NASC Tesquis and Protective Suit to all countries in Africa. Câu số 4. Động từ donate. Thì các em thấy là tân ngữ trực tiếp theo sau nó là mask, test kit and protective suits. Với câu này, có tân ngữ theo sau, nên chúng ta cũng chia động từ này ở thể chủ động. Thứ hai, chủ ngữ là Jack Ma là chủ ngữ số ít. Nên lúc này các em chọn một phương án là động từ số ít chia ở thể chủ động. Vậy phương án ở đây chúng ta cần chọn đó là phương án B. Câu này có nghĩa là tỷ phú Trung Quốc Jack Ma đã quyên tặng khẩu trang, bộ thử và áo quần bảo hộ cho tất cả các nước ở châu Phi. Và câu cuối cùng. Talented swimmer Nguyễn Huy Hoàng, the first athlete to qualify for the 2020 Tokyo Olympics. Động từ become là một ngoài động từ, nhưng nó không thể chia ở thể bị động. Chính vì vậy, B và D là phương án cần loại bỏ. Các em quan sát tiếp. Nguyễn Huy Hoàng là chủ ngữ số ít. Chính vì vậy ở đây các em cần chọn một phương án số ít chia ở thể chủ động. Vậy đó là phương án A, has become. Câu này có nghĩa là kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng trở thành vận động viên đầu tiên đủ tiêu chuẩn để tham dự Thế vận hội Tokyo 2020. Các em thân mến, vậy là cô vừa hệ thống lại cho các em kiến thức về từ vựng và ngữ pháp của bài số 12. Cô hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho các em trong thời gian ôn luyện sắp tới. Thank you and see you again.